Đây đôi giày của Cristiano Ronaldo. Nhớ hồi xưa mua đôi này cũng phải 5 6 triệu, giờ còn 2 triệu 6. Đã gì? Rớt chiếc nhẫn vàng hả? Hello anh em. Hiện tại là mình đang ở đường Nam Châu, quận Tân Bình. Và hôm nay mình ghé qua shop giày đá banh của anh Vinh Râu. Mọi người nhớ anh Vinh Râu không? À, mình đá banh chung với anh Vinh Râu ở một số việc clip mà anh em có thể xem lại trên góc ha. Thì hôm nay mình ghé qua shop Vinh Râu để mình mua một vài đôi giày mới. Thì cũng lâu quá rồi mình cũng không có mua đôi giày nào mới để đá banh. Thì sẵn tiện là anh Vinh Râu đang sale sập shop anh Vinh Râu luôn, nên thành ra mình sẽ ghé qua shop của anh Vinh Râu ở đường Nam Châu, bên shop Tóc Cơ. Mình lỡ mình bước vô shop mình ra lại rồi. Đó, shop ở Tân Bình nha anh em. Đó, đó là thấy, mua vài đôi giày mới. Oh, ở ngoài nắng nóng quá, bước vô đây mát. Hello em. Mình qua shop anh Vinh nhiều rồi nên thành ra chắc không cần phải để mấy bạn tư vấn đâu. Mình đi vòng xung quanh coi là nghe nói là sale sạch sàn 50% nguyên shop. Shop quá trời dài luôn. Đó, chắc cũng ghé mua vài đôi. Vừa bước đồ thấy ở đây hai một món hàng khá là đã ở đây à, trời ơi dữ dội không. Đây đôi giày của Cristiano Ronaldo quá đã luôn nè. Đôi này, đôi da beo ngày xưa mình mê lắm, không có tiền mua. Thấy anh Vinh để chừng ngày trước cửa luôn. Và một quả bóng với đầy những chữ ký của đội tuyển Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, quá trời luôn, Văn Toản với Ngọc Hải, rồi Tuấn Anh, rất nhiều chữ ký của các cầu thủ ở đây. Trọng Hoàng cầm luôn, coi còn của ai nữa không. Toàn bộ đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức, quá đã. Mình chơi bành phun chữ ký chừng ngay trước cửa luôn, đặt nó lại đó. Inter Soccer shop rất là đẹp với rất là nhiều bóng ngoại hạng Anh, rồi cúp, trời ơi. Bên đây nữa, bóng của Champions League mới luôn, quá đã, trời ơi. Adidas Sensi Predator Red. Nhớ hồi xưa mua đôi này cũng phải 5-6 triệu, giờ còn 2 triệu 6. Đã gì. Sensor FG chấm 3 nè. Đây bao nhiêu ta? Dạ, phiên bản chấm 3 nó cũng là 1 triệu 2. Wow, quá đã. Và còn rất là nhiều áo quần ở đây nữa. Nhiều những mẫu giày kit ở đây. Trời ơi, giày kit là đúng là nhiều người hỏi mình lắm. Là mua giày kit đâu thì giờ đây, shop anh Vinh Lê, Inter Soccer. Thì anh em nào muốn mua giày của anh Vinh Lê thì link mình để trong phần mô tả. Shop của anh Vinh thì ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà anh em ở thành phố khác vẫn có thể mua được nha anh em ha. Mình đang cầm trên tay một quả banh của Adidas, quả này đẹp quá. Chắc phải mua quả này. Quả này bao nhiêu vậy em? Dạ, cái đó là 650. 650. Ừ, quá đã. Hồi trước mình đi một đợt nào đó mình mua một quả Adidas giống vậy. Chính xác là cái quả màu vàng này. Và mình tập được một khoảng thời gian nay rồi. Tập freestyle ngon lắm nha anh em. Và mình mua trong Adidas tới 1 triệu lần. Ở đây chỉ có 650 thôi. Chờ cha. Predator Red. Này của năm nào ta? Năm nay luôn đúng không? Dạ đúng rồi, năm nay. Ok, chấm 1 luôn nè. Đôi này là giá bao nhiêu ta? Dạ, đẹp quá. 2,6 triệu. Quá đã luôn. Có gai, gãi. Diamond skin đồ. Trong là một đôi khác, màu đen đỏ. Bên đây có cả giày sneaker nữa nha anh em. Đây, rất nhiều. Mình đang thích đôi này lắm nè. Chú cha, đôi này mang đi chơi đúng bài luôn. Rất nhiều giày sneaker ở đây. Thì đó, nãy giờ dạo quanh vòng bên shop anh Vinh nè, rất là nhiều giày luôn. Anh em nào muốn mua giày thì có thể tới Tân Bình shop Inter Soccer của anh Vinh đâu ha. Nhưng mà nếu anh em không ở thành phố Hồ Chí Minh thì yên tâm đi, anh Vinh có bán cả online. Để mình nghiên cứu xem là còn lựa được đôi nào nữa để mua đôi ha. Ồ, đẹp á. Trước mình mang đôi này màu đỏ nè, giờ đây thấy đôi màu đen. 1,350 triệu, giảm gần như là nửa giá rồi. Ồ, quá đã luôn.
Nike, Puma, Ultra, Nike Legion 7. Đôi này của Ronaldinho mang nè. Trời ơi đẹp quá. Còn không mua ngay. Giá này này là 1 triệu 3 đúng không em? Dạ đúng rồi. Ồ. Luna Gato. Đủ màu luôn. Bên này có đôi top Sala. Mình cũng hay mang top Sala. Rất là nhiều phụ kiện đây. Vị trường. Găng tay. Găng tay. Giờ mới phát hiện một cái góc ở đây hết sức đặc biệt luôn. Rất là nhiều đôi giày rất là đặc biệt ở đây. Toàn giày cổ không? Mấy đôi mà. Đây trời ơi. Đôi này là Ronaldo béo hồi xưa mang nè. Siêu nổi tiếng luôn. Nhìn là mê luôn trời ơi. Ô, có chữ ký gì đây em? Dạ, của Ronaldo. Chữ ký của Ronaldo. Ghê hả? Có chữ ký Ronaldo. Và đây là đôi giày của Ronaldo mang luôn nè anh em ơi. Trời. Nguyên một bộ sưu tập luôn. Mấy cái này có bán không em? Dạ không bán. Hàng sưu tập mà làm sao mà bán được. Quá dữ luôn. Toàn giày hàng hiếm không. Rì giày to thời xưa của Zidane, Beckham các kiểu. A few moments later. Sau một hồi thử giày thì mình đã lựa được một đôi Puma rất là đẹp ở đây và mang rất là thoải mái, nên mình quyết định là mình sẽ mua đôi này. Một đôi Puma Ultra. Nghe nói là hình như là đôi này là Anthony Griezmann đang mang. Đó, sẽ lấy đôi này ha. Mang đôi này hết sảy luôn. Sau này mình hay mang Puma lắm anh em ạ. Không biết vô sân có báo không mà sao mang Puma không trời. Yeah, 1.740.000 rồi. Trời quá đã luôn. Sale sập sàn luôn anh em ơi. Nhanh chân tới shop của anh Vinh để mua giày nha. Còn bây giờ thì mình sẽ ra sân để trải nghiệm thôi. Let's go. Bây giờ là một buổi chiều và mình đang trên chân đôi giày. Thì đối với một đôi giày mới thì lúc nào mình cũng phải dành thời gian để giật giật tí xíu với nó. Chứ không giật làm quen trước thì đá cũng khó. Mà không phải giật một hai buổi đâu. Chắc giật cả tuần. Chưa. Ok. Rất là cân. Trước đây mình từng xài quả này rồi nên thành ra mình rất là hiểu quả bóng này. Rất là cân tròn. Yeah. Nay giật phải được thôi. Ngon quá. Đôi này với trái banh này tân ngon nè. Mười cái. Kìa. Bình thường mình chơi freestyle thì bơm mềm mềm thôi. Còn vô tập suốt này nọ thì bơm cứng thôi. Đồ bơm này bên anh Vinh có bán luôn nha anh em. Em nào muốn mua đồ bơm này thì cứ liên hệ anh Vinh. Râu InterSoccerVN. Chắc cũng đang sale đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trên này hẹp quá vậy. Dòng về nữa. Bấm hụt một xíu. 18, 8, 4. Thế là mình về tới chắc là 18 thôi. Mạnh lên. Yeah. Tình hình là gối không ổn lắm nên ra chỉ xuất sệt thôi, không có dám xuất bổng.
chưa? Ok, thôi được rồi, nhiều đây thôi. Yeah, như đây thôi. Được rồi. Cất đồ về kiếm sân banh làm trận. Ha anh em ha. Em chờ mình ra sân banh nha. Còn tàu kèo hôm nay mình đá 5 người. Ok. Ô, về ra sân nổi dữ ha. Chà, bữa giờ sút nhiều quá, nay gói hơi rêm rêm tời. Giờ duỗi thẳng ra hơi thốn thốn ha. Chắc do băng gói nhiều quá. Số 12 rồi. Thốn thốn này. Có khoa chụp nè, trời ơi. Ôi, trời. Kìa anh Phương ơi. Đầu quá gặp anh. Đeo quay phim rồi. Chơi tiệt rồi. Đúng không? Phải rồi, phải trả tôi em ơi. Good. Ghê vậy. Kệ, có anh nàng lo gì. Ôi trời. Tất tì ơi. À, à dữ vậy. Khỏa gánh luôn. Nói nữa. Tay. Đâu? Gì ghê vậy? Khoa nó đá ghê vậy? Đá ghê gì? Trời ơi. Qua đâu? Qua đâu? Qua đâu? À. Về lại. À. Kiếm gì ngoài kia cho ta? Rớt đồ à? Rớt chiếc nhẫn vàng hả? Nãy giờ ảnh chụp ở đâu? Ảnh chụp bên này hả?
Ồ. Bình cái mớ này mà nó lọt cái này thì chúng mua. Không, vẫn bự lắm, lọt bự lắm ha anh. Không sợ nó xui hả? Không, vẫn bự mà. Mọi người đổ xôi đi kiếm vàng, ở lọc kiếm nhẫn vàng. A few moments later. Tụi em được rồi hả? Hay gì vậy? Được chưa, được chưa? Được chưa, được chưa? Trời ơi, hay, trời ơi. Dạ mang, mừng quá trời luôn. Hay quá, vỗ tay. Hay quá trời luôn. Hay quá anh ơi. Chủ nhân tìm vàng. Vua đào vàng đây rồi. Quá ghê, quá ghê. Vua đào vàng Lâm Phúc An. Ok. Anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha. Và Phạm Thi, xin chào, gặp lại, bye bye.